Hello, hôm nay hai vợ chồng mình đi ra ngoài nghe nhạc Việt Nam. Gần 2 năm nay COVID nó không đi đâu được hết. Bây giờ có nhạc Việt Nam về, có Đan Nguyên về từ ở California và những ca sĩ khác sẽ hát trong trình diễn trong năm nay. Thì hai vợ chồng mình đi thì trước khi đi mình ghé lại ở chỗ cái quầy buffet này mình ăn cho no một cái bụng đi rồi mình vô chồng mình nghe nhạc. Còn ngay trước mặt mình đó là cái quầy ăn ngọt, dessert là tất nhiên bánh trái. Bên đây là hàng Italian, có pizza, spaghetti. Bà xã mình đang đợi xào mì. Ông sếp ở giỏng đang xào mì cho bà xã mình ăn. Looks good. Em chưa được lên lò nữa. Chưa, đang đợi. Ở đằng này thì cái quầy của Đông Nam Á Asian có chả giò. Ok. Về những món Đông Nam Á. Cái này là quán khăn. Ồ, dạ. Câu cho coi mì xào nè, ngon quá, hấp dẫn không? Wow, thơm quá. Thì bà xã mình được 15 đồng. Casino cho mình 15 đồng free để chơi, cũng như nó dụ mình á. Đây là lần đầu tiên mà bà xã vô chơi máy ở đây. Nãy giờ ngỡ ngàng không biết cách làm như thế nào, bây giờ được rồi đó. Bấm đi. Còn có đồng 2, đồng 20 nữa hết rồi đó. Đó, đang trúng rồi, nó nhảy số lên nè, là đang trúng đó. Nhảy số rồi, coi trúng bao nhiêu. Có đồng 80. Có đồng 80, không tới đồng 80 nữa. Đây là casino Snoqualmie. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn ngại gì chúng ta đối với anh một người ta say đắm bên nhau rồi mang đi xa tình yêu rồi sẽ qua yêu em thật sâu yêu em thật lâu người người hơn có hay vui em một lần người ơi dù tin mỗi gì cũng chỉ thay thôi sao mà đâu quên mày những ngày vui em về nơi đó em chỉ đến bên anh lúc xa đừng hết say em đâu ở đây em là anh nè trước này còn anh là hết trong cuộc đời em đây nói đi em nữa thì sao em nỡ xa anh người ơi em đâu ở đây anh là anh đi qua trôi này còn anh là hết trong cuộc đời em đây nói đi em nữa thì sao em nỡ yêu anh như vậy. Hoàng hôn, hoàng hôn, hoàng hôn.
xúc bất cứ một ai quay qua nhiều tháng.